Lạy Chúa con là linh trần hoàng vì xa thành phố mày đưa lên YouTube nổi tiếng không? Cho soi tim lạy Chúa con là phụ chồng con vì con đường tàn không mơ tìm về đàn sẽ không chung đêm từng đêm vẫn nghe từng mơ trái đêm cho ngày mai vẫn đêm nay người xuân trần thi truyền hình là đậu luôn, tét luôn á. Má nó đẻ cái micro xa vậy, má nó dặn vậy. Nói mà đi đi, tiếng hát truyền hình đậu á. Hai ba năm chưa thỏa chí hết thu quá sớm sàn hè con đời tàn đông mơ tìm về đàn sẽ không chung đêm từ đêm tóm thế này các bóng à trai đi cho ngày mai vẫn đi đêm nay người xuân trần buồn vui tới những đôi môi lạnh đã lâu không cười lạy Chúa con còn lứa tuổi học còn sinh sạch để mẹ hiền con đến ưu phiền an vui cho người đầu tiên trẻ thơ yên tâm sạch để mẹ hiền con đến.